hot lộ thông tin chủ tịch đã bí mật tổ chức đám cưới. Cái gì có đồn thì 90% là có thật đấy anh em. Họ đồn tôi ngày kiếm trăm trai mà sự thật tôi kiếm còn nhiều hơn thế đây này. Biết đâu sếp không những cưới một mà có khi đang cưới hai, ba cô cũng nên á. Sao anh Sơn Tùng cưới mà em Sơn Mùi không biết nhỉ? Sơn Mùi MTB. Một năm tổ chức đám cưới 3 lần à, năm ngoái cũng đồn cưới mà, bán nhà để bù tiền MV với đi cưới tủ hái mà. À mà cũng đúng, tủ hái đẻ 3 đứa rồi thì chủ tịch cũng phải năm cưới 3 lần chứ. Hãy ôm tôi nếu bạn có một ngày tồi tệ. Wow. Ôm xong của anh hết 250, anh trả tiền mặt hay chuyển khoản? Ôm từ đằng sau được không? Ở đâu vậy anh em? Xin địa chỉ ạ, với lại có được cộng dồn không ạ? Kiểu cả tháng lúc nào em cũng buồn ấy ạ. Một ngày tồi tệ mà được ôm rồi thì nguyên cả năm tồi tệ chắc ít nhất cũng được bóc bít một cái chứ nhỉ? Oh my god! Này 500k có bớt không? Cái lùm mía, cái váy như cái rẻ lau mà bán 500k. Váy này shop bạn bán mà. À ừ ha, váy này rất đẹp, chỉ còn một chiếc duy nhất thôi bạn lấy luôn nhé. Em thích anh. Xin lỗi em, anh giờ muốn chuyên tâm học hành để đưa đất nước sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Tình yêu với anh giờ thật vô nghĩa và nhạt nhẽo. Xong tới mai thấy nó đưa đất nước cao 1m60 nặng 49kg đi Đà Lạt. Hiểu kiểu gì? À vâng, xin lỗi anh vì đã cản trở công cuộc anh chinh phục thế giới ạ. Đất nước rất cần những người như anh để tuyên truyền cho chiến dịch bốc phét ở giới trẻ hiện nay ạ. Tới hồi tổng kết ở lại lớp. Anh là thằng chung với đảng, có hiếu với nhân dân, sẵn sàng hy sinh chiến đấu vì em, khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, thằng nào lén phén anh diệt hết. Đây là câu tỏ tình của ông chồng tôi đó mấy bạn. Có nhớ chưa? Sánh vai với cường quốc Nam Châu, cụ thể là nhà cái đến từ châu Âu. Anh đọc 5 điều Bác dạy em nghe cái. Hòn đá dự báo thời tiết khu bảo tồn quốc gia Ly Lâu. Đá khô, không mưa. Đá ướt, có mưa. Không thấy đá là sương mù. Đá rung, động đất. Mất đá thì chờ thay đá mới. What the hell? Dòng cuối ghi rõ rồi đấy. Không mưa đá vẫn ướt, đáy lên viên đá, đá mất linh. Đá vô đầu bằng chảy máu. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Không thấy đá là mắt mù chứ đéo phải sương mù. Khứa, nghĩ ra vụ này chắc vì đập đá quá mà giờ nó tẻn tẻn nên nó ghi dưới cấm đập đá kìa. Quá chuẩn luôn. Số đá còn lại ở đâu ạ? Đây là cục đá dự báo thời tiết do chú Đạt Văn Tây phát minh. Ngoài ra khi trời tối mà lấy cây đèn pin thái dương năng dọi vô cũng không thấy nó đâu. What the hell? Lú, cô gái Việt sang xuất khẩu lao động Nhật Bản thì quen một thời gian thì phát hiện thanh niên này đã có vợ ở Việt Nam. Cô gái liền hẹn thanh niên đến và nói, mày phải nghé ngọ với tao suốt thời gian mày ở bên này không thì đừng trách. Nani? Eo ui thế thì lại hết nước chấm ạ, tưởng chị dọa thế nào. Ai biết có khóa nào đào tạo tiếng Nhật nhanh nhất có thể không? Giới thiệu mình với, mình có việc cần gấp ạ. À thế à?
Mình muốn qua Nhật để học hỏi sự phát triển của họ. Thôi em ạ, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Anh rất quan ngại về sức khỏe của thằng kia. Thay vì nó thì để anh cũng được. Nhiều ông muốn nghỉ, đã sang bên đó lao động quần quật rồi. Nó còn bắt một tuần trả bài đủ 7 phát thì chết. Chưa tính những lần nó phát sinh đột xuất. Thằng trong video là thằng em mình tấn thật. Đính chính lại là nó chưa có vợ con gì cả. Cứ chị nào có nhu cầu là em nó phục vụ. Wow. Vợ xem được thì anh đã có sẵn tờ A4 làm quà. Tác dụng của đeo kính. Lái xe. Giáo sư. KB. Thư ký. Mổ thịt. Họa sĩ. Bảo kê. Nhà thiết kế thời trang. Còn nghiện với lập trình viên nữa. Oh my god. Tôi đeo kính. Nghiện. Nghiện có tri thức. À thế à. Tao trộm cắp. Truy nã cấp quốc gia. Hiểu kiểu gì. Ông chú chuyển khoản nhầm 500k cho một người tên Dũng. Thấy thanh niên sửa điện thoại gần nhà cũng tên Dũng nên ra đòi tiền. Không đòi được còn định tác động vật lý. Đúng vậy, tao hỏi này, tài khoản hỏi phải là em cái tên là tên Dũng không? Anh hỏi mày gì đúng không sai? Còn lại anh tao mày coi cái xe luôn. Coi nói nghe nè, ví dụ là có lộn ra thì tao đâu có đầu tiền mày hay là đầu cái gì. Đúng không? Nhưng mà anh ta nói là để anh coi chú lại thôi. Và em để tao lấy xong cây cho mày coi cái không quan tâm. Nè, tao nói cho nghe nè. Tao để nói cho mày thôi, đồng bà cũng má mày tập mẹ rồi. Tao nói cho tao nè, tao nói cho bà nè. Có phải là tao nói mày làm xong mày chỉ lộn nè. Ba cái camera nha. Thì mày em mày cái nào, tao nói nha. Tao nói là tao tui, tao nói tao có chuyện là tui nhớ là bên nhìn đủ cái nào tui là chỉ lộn nè đúng không? Tui mới hỏi điện thoại hỏi đó. Hỏi em cái em phải tao đâu. Không có chuyện cái tao hỏi tao không có chuyện. Nó nói đúng ra bên này. Tao hỏi gì hỏi thôi. Nè đâu bà nói mày đúng không? Đề xuất nên tác động sinh lý đi, đừng tác động vật lý nữa. Ôi, cuộc đời có mấy bác có tuổi sợ lắm luôn. Có lần mình lắp hộ một bác cái sim vào máy, chả hiểu như thế nào đúng chưa. Hôm đó nhà mạng bị sập, bác ấy không gọi được. Chiều mình đi làm, ông ấy đứng ở cửa đòi đập chết mình. Bao nhiêu người can mới được. Hiểu kiểu gì. Em là chủ tiệm điện thoại bất ổn đây ạ. Đòi nhầm thì xin lỗi thôi, còn đấm nhầm thì đi tù thôi. Quá chuẩn luôn. Dũng nào đó đang hết tiền tự nhiên có 500k tiêu xem được bài này thấy ông bác đó cũng đáng yêu. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.